cũng xin sám hối. Phước căn con đà tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh nay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng tiếng chúng đã ngầu mạch ngay. Có người làm phước được rày lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng tường, xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Y đăng vô nhà tỳ nang hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô, nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá ta mê buôn nhân a sa quá ca già quá hằng hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch đành đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ nằm nơi tâm. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Thanh Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, con đã xong phần lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con, đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Và dạ, con cũng kính cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã lắng tâm thành tịnh cùng với con đọc kinh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới ạ. Dạ, con xin đọc bài kinh phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành Phật độ để vào thiện căn sau này, dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thắng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn, nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kẻ liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao thành, nguyện cầu tam bảo từ hạng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kịch, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hão lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ, phước báo nào có được trong ngày hôm nay, con kính dâng đến Ngài Trí Đức quý sư trong đạo tràng và sư Thanh Tâm, sư Phước Sang cùng với chư tôn đức, và con kính dâng đến quý bà quý cô tu nữ Như Pháp, và con cũng chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh bồ đề tâm kiên cố và sớm thành tựu được đạo quả giải thoát. Và con cũng mong rằng phước này trợ duyên tất cả quý vị trong đạo tràng luôn an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mic trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Kính lễ thượng tọa Thanh Tâm, Đại Minh Đức Phước Sang, cô tu nữ Như Pháp. Xin chào Sĩ Mê Ta, Sĩ Quảng Mộng, Sĩ Chi Lâm, Huynh Châu Phan, Đạo Hữu Karuna. Đạo Hữu Sĩ Hồng Mai và Sĩ Kim. Alo, quý vị nghe rõ ha? Cũng sớm hối với đạo tràng. Thời tiết bất thường, mưa to, gió lớn, giông bão, sấm sét, rồi những cơn gió xoáy lốc,
À, cho nên cái đường truyền nó không được ổn. Quý vị biết rằng sinh hoạt ở đây mà chỉ có một cục sống mà, cho nên nó hơi chậm. Thì quý vị nghe cũng thông cảm dùm ha. Hôm nay chúng ta học câu Phật ngôn 148, nhưng mà bài học mất rồi. Có sinh có năn nỉ một người mà thấy cũng chưa cho bài học đó nữa, thì quý vị thông cảm đi ha. Cái gian từ từ tới đâu tới, bởi vì cũng giống như cá nhân của chúng tôi là hồi nào hay thở thì hay, nhưng mà còn thở được thì cứ cứ sống đi, bảo đảm trước sau cũng chết. Bây giờ trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Bụt thô ma he si a răng tất thà gắt tô lô cô tập mô sắp bắt gà rù hít chệt thác bồ lô cá sơ sát thà chá ná đầm mắc vô quý đồ hoành đà mắc hành tăng ná rắc phù. Cái này giác gần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não rõ chăng, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng. Tứ đế ngài đã tin tường thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng dần dần cúng dường. Tam mô bát đi vô yết tá sa sát thô nô lô ca nó mạnh thá sa rô phù sa và nhu bút thóc và tiêu phù tí sanh nhá tù hoành đà mất hành tầng ná rốc phù. Cha này giác gần pháp bảo với như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màn vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Hoàng, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô chú gá ta xa xa quá cô xích kha thú cà mô quá rá thầm quá xích kha cô đình đà quá sân xa đi án nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tăng đá ra phù. Cái này giác cần Tăng bảo tinh văn Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thế pháp, phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ Tăng Hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tịnh nát tế giác kha mê e tu quá anh năng tác xa bí à nút hoa quê nát xa xa dê nát xa chạy tu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Thầy giá phần tăng dương ông Đức Tam Bảo đã xong. Sa thủ cô tu nữ nhiều pháp đã đưa bài học lên rồi. Quý vị nhìn vào câu Phật ngôn 148 ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài học ngày hôm nay. Parichinami đăng ru bằng Parichinami đăng ru bằng Parichinami đăng ru bằng Câu số 2. Rogani thằng bắc ba phần cu rằng Rogani thằng ba phần cu rằng Rogani thằng ba phần cu rằng Bây giờ ôn lại câu 1 câu 2. Parichinami đăng ru bằng Rogani thằng ba phần cú răng Parichinami đăng ru bằng Rogani thằng ba phần cú răng Parichinami đăng ru bằng Rogani thằng ba răng Nhờ qua câu 3, câu 4. Chati pu ti san de ho Phích chati pu ti san de ho Phích
Chati Bồ Tát Sanh Đề Hô. Và câu cuối cùng: Maranan Tan Hip Chi Quy Tăng, Maranan Tan Hip Chi Quy Tăng, Maranan Tan Hip Chi Quy Tăng. Bây giờ ông đã câu 3, câu 4 ha. Quýt chá tí phù tí xăm đề hồ ma ra năn tăng hí chì quý tăng. Quýt chá tí phù tí xăm đề hồ ma ra năn tăng hí chì quý tăng. Quýt chá tí phù tí xăm đề hồ ma ra năn tăng hí chì quý tăng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Parichin nami đăng ru bằng ru ganic thằng bá phần vô rằng phích chá thi phù thi sẵn đề hồ ma ra nàn tành hi chi quý tăng. Parichin nami đăng ru bằng ru ganic thằng ba phần vô rằng phích cha thi phù thi sanh đề hồ ma ra nàn tành hi chi quý tăng. Chúng ta còn có một cách đọc khác nữa ha. Cách đọc này tương đối dễ hơn. Parichin nami đăng ru bằng ru ganic thằng ba phần vô rằng phích chá tí phù tí sanh đề hồ ma ra nàn tành hi chi quý tăng. Parichin nami đăng ru bằng ru ganic thằng bá phần vô rằng phích chá tí phù tí sanh đề hồ ma ra nàn tành hi chi quý tăng. Như vậy thì trường âm đoạn âm chúng ta có hai cách đọc. Cái đọc thứ nhất, đọc một hơi, đứt hơi thì nổi ha. Nhưng mà đọc một hơi thì quý vị thấy rằng chỗ nào trường âm thì dừng lại. Còn cách thứ hai thì dễ hơn, chúng đọc một lần hai câu. Và cuối câu số 2 nó là trường âm, cho nên quý vị thoải mái theo cách đọc thứ hai ha. Parichin nami đăng ru bằng ru ganic thằng bác phần cú răng. Cái đọc này dễ ha. Rồi bây giờ trong cái dòng kệ thì chúng ta cũng cố gắng đọc một lần hai câu để cái âm giọng của chúng ta nương nhau ha. Chúng ta đọc cái Parichinna mi đăng ru bằng ru gani thăng ba phân gu rằng vinh cha ti bu ti sang đề hồ ma ra nan tan hi chi vi tăng. Ba ri cha mi đăng ru bằng ru ga ni thăng ba phân gu rằng vinh cha ti bu ti san đề hồ ma ra nan tan hi chi quy tăng. Đọc lại lần nữa ha. Parichinna mi đăng ru bằng ru ga ni thăng ba phân gu rằng vinh cha ti pu ti san đề hồ ma ra nan tan thì chỉ quy tăng. Các này bị suy già, ố tật bệnh, mong manh, nhóm bất tịnh, đổ vỡ, chết, chấm dứt mạng sống. Câu Phật ngôn này rất là thích hợp đối với những người lớn tuổi ha. Ai lớn tuổi cố gắng học bài này để thấy rằng sắp ra đi rồi, mình chuẩn bị hành trang, chuẩn bị tư lương chứ không phải là coi như sắp ra đi rồi có gì hưởng thụ hết,
À, để rồi mình ra đi không hối tiếc. À, cái đó là cái mặt đó. À, tức là đây là một sự thức tỉnh. À, Đức Phật nhắc cho chúng ta biết là cái thân này, cái xác thân này sẽ bị suy già này. Ở trong đó là một ốm bệnh này, cái hơi thở của chúng ta mỏng manh này, ha. Rồi những cái bất tịnh đó, bệnh hoạn ốm đau, hoặc là cái trên cái thân xác này nó đổ vỡ và tứ đại mà bất hòa, thì chúng ta nhắm mắt ra đi. Alo, chị Mê Ta, chị Kim, chị Hồng Mai đã đưa tay, xin mời quý vị ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn cô Hồng Mai. Dạ quý vị khác, dạ cảm ơn cô Kim. Dạ trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng, dạ con xin đọc câu Pháp Cú 148 ạ. Parichinami đằng ru bằng rô gánh thang bát phạn gu rằng phật cha ti bồ ti san đề hồ ma ra đành tành hi chi quy tăng. Dạ con xin phân tích. Ba là đoạn âm, rít chin là hai trường âm nhấn, ná mí là hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rô trường âm thông thường, gá đoạn âm, trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, phăng trường âm nhấn, gú đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Parichinami đằng ru bằng rô gánh thăng bát phạn gu rằng. Con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Phích trường âm nhấn, chá tý hai đoạn âm, bu trường âm thông thường, tý đoạn âm, san trường âm nhấn, đê hô hai trường âm thông thường, má rá hai đoạn âm, nanh tanh hai trường âm nhấn, hí đoạn âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phật cha ti bù ti san đề hồ ma ra nành tành hi chi quý tăng. Con đọc lại từ đầu. Ba rít chin na mi đăng ru bằng ru ga na thang bằng gu rằng cha ti bồ ti san đề hồ ma ra nành tành hi chi quý tăng ba rít chin na mi đăng ru bằng rô gánh ních thang bát phạn gu rằng phật cha ti bồ ti san đề hồ ma ra nành tành hi chi quý tăng. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, cái câu này rất là thích hợp với con. Con cũng sắp, chắc cũng sắp ra đi rồi. Tuổi lớn quá rồi. Dạ, con rất là tâm đắc với cái câu này. Dạ, sau đây con xin kể ạ. Bà rất chín na mi đăng rô bằng rô ga nứt thắng ba phần ngô rằng phật cha ti bu ti san đề hồ ma ra nan tánh hi chi quý. Dạ con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Thế Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ.
Ba quý vị nghe rõ không ạ? Ơi Sinh ta nó là tâm đắc cái bài này. Nhưng mà cái chữ đầu tiên của Sinh Mê Ta đọc, quý vị nghe ha. Ba rí trình na mi đằng, ba rí trình na mi đằng. Nhưng mà Sinh Mê Ta đọc là ba rí. Sinh Mê Ta ơi, chú ý lại chỗ này ha. Pa ri chin na mi đằng, một cái từ này chúng ta thấy chỉ có hai trường âm, chữ chin và chữ đăng chỉ có hai trường âm, còn bao nhiêu là đoạn âm. Nhưng mà lại nghe Sikh mấy ta đọc là pa ri. Nếu mà pa ri nó là một trường âm nhấn, ở đây không có trường âm nhấn đó, mà là Paris Chin ha. Paris Chin rồi rồi rồi, Sư Mê Tà thấy à, thấy như vậy mới tâm đắc được chứ. Tâm đắc mà coi như đọc ở chỗ này coi như làm bà con hết hồn luôn. Rồi xin mời Sư Kim, Sư Hồng Ma ha, tiếp tục ha. Hello, hello, quý vị có nghe rõ không? Cho tín hiệu chứ. Rồi, Hồng Mai nghe rõ. Dạ, sư nghe rõ, con cảm ơn sư. Cảm ơn Hồng Mai. Châu Phan không có nghe rõ, cho bông qua hả? Rồi, Quang Thâm nữa. Con xin trước hết, con xin kính chào sư Trí Đức, sư Thanh Tâm, sư Phước Sang. Không biết còn sư nào không? Và các sư núp lùm, các cô tu nữ và quý Phật tử nữa, ngày mai nữa. Cô Bích Trà, tôi lại cô, làm sao cô mở mắt cô đọc cho rõ đi. Lần nào cô cũng bị bắt á, làm cho mấy người sau họ lụng cũng cũng hỏi sợ, lần trước cũng vậy. Cô cũng nóng sai đó. Già rồi, cái đôi mắt mũi hơi kém một chút sư. Dỗ tay tôi thính quá, con thấy cô phân tích rí trên hai chừng âm nhắn, con nói chết rồi, bữa nay chết rồi. Y chang con đưa cái mặt nạ cười lên, cái mặt cười lên. Con không dám nói để con nhiều khi con sợ nghe không rõ đó. Cái đường thiền đó của cô con nghe hay bị cày giật lắm, con không dám nói trong cái cười rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời trời, thôi con đi trả bài đó đã. Quý vị à, hãy quên đi, lo đọc của mình đi, đừng có sợ bị la. Sai thì xin sửa, không biết sao hết trơn á. Nhất là cô Pháp Môn Lào Cai á, cũ run lắm. Cô thấy mấy người kia bị, mấy người đọc giỏi mà bị bắt lỗi là cũ run rồi đó. Chuyện nhỏ. Đó, 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 người con mắt lem nhem rồi, quý vị ơi, thì cô tâm đắc câu này, tâm đắc cô khoái chí quá, cô không chú tâm vô thì cô bị lộn đó. Bữa nay có mấy người trả bài, con thấy vô có mấy người rồi, sư ơi, không biết có vô hết chưa. Thôi con bắt đầu trả bài để sư la con nữa. Bà tám nói nhiều quá, đọc nhanh đi, có ai đâu vô đâu mà đọc nhanh đọc chậm sư. Tức là con mắt từ từ cái sắc mạng quyền từ từ nó lão quá đi đó cô. Tôi cũng vậy thôi à, nhưng mà tôi khôn lắm, tôi biên lên giấy riêng nó bự hơn cái dòm trong iPhone ấy, chữ nó nhỏ lắm, đọc tập trung lại mệt lắm. Thôi mình dỏm, mình phải biết cái thân của mình dỏm, mình biên trong tờ giấy đó, nó bự ra cho nó tốt. Dạ con xin sám hối và con có lời chia sẻ vậy thôi chứ không có gì. Thôi con bắt đầu trả bài. Con xin trả bài đọc kinh Pháp Cú 148. Ba vi trình nam mi đằng gồ phằng gồ ra nít thằng pháp bằng vô rằng tích cha ti phụ ti sành đề hồ ma ra nành tằng hi kỳ quý tằng. Ba ly trình nam mi đằng gồ phằng gồ ra nít thằng tháp bằng cu rằng tinh cha ti phụ ti sành đề hồ ma ra nành tằng hi kỳ uy tằng. Phân tích câu 1 và câu 2. Bá ví hoảng âm
Kinh trường âm ngắn, ná mí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên ăn nguyên âm. Ru trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên ăn nguyên âm. Câu số 2. Rô trường âm thông thường, gá đoạn âm, nít trường âm ngắn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, thăng thanh, thanh từ này thăng thanh trường âm ngắn, gú đoạn âm, răng răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trời ơi, chắc con bị từ lạ con quá à. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ba vi trình nam mi đằng gồ phằng gồ ra nít thằng pháp bằng vô thích cha ti phù ti sanh đề hồ ma ra nành tăng hi kỳ quý tăng. Ba vi trình nam mi đằng gồ phằng gồ ra nít thằng pháp bằng vô rằng thích cha ti phù ti sanh đề hồ ma ra nành tăng hi kỳ quý tăng. Phân tích câu số 3. Thích trường âm ngắn, chá tí hai đoạn âm, pu trường âm thông thường, tí đoạn âm, sanh trường âm ngắn, đề hô hai trường âm thông thường. Câu cúng cùi, hai câu cuối cùng. Má rá hai đoạn âm, nành tâm hai trường âm ngắn, hí đoạn âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ba ri chình nam mi đằng gù phằng gồ ga nít thằng pháp bằng gu rằng thích cha ti phù ti sanh đề hồ ma ra nành tăng hi kỳ quý tăng. Ba ri chình nam mi đằng gù phằng gồ ga nít thằng pháp bằng gu rằng thích cha ti phù ti sanh đề hồ ma ra nành tăng hi kỳ quý tăng. Ba ri chình nam mi đằng gù phằng gồ ga nít thằng pháp bằng gu rằng tích chấp ti phù ti sanh đề hồ ma ra nành tăng hi kỳ quy tăng. Bà ri chinh na mi đăng đu bằng gồ ga nít thăng pha bằng gu rằng tích chấp ti phù ti sanh đề hồ ma ra nành tăng hi kỳ quy tăng. Bà ri chinh na mi đăng ba li chân nam mi đăng du bằng gồ ga ni thăng pha bằng du rằng tất cha ti phù ti sanh đề hồ ma ra nam tăng hi chi quy tăng. Trời, bữa nay con kể gì chứ không biết, con kể lại. Ba li chân nam mi đăng du bằng gồ ga nít thăng pha bằng du rằng tất cha ti phù ti sanh đề hồ mà ra năm tăng khi chi quý tăng. Sắc này bị si già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trời ơi trời, chắc chết trời. Thưa sư, thưa các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử, con cái gì sai xin quý vị chỉnh sửa cho con. Con xin cảm ơn và con xin chúc quý vị được một ngày an vui và may mắn. Con xin dừng máy đây, hình như Hồng Mai phải không? Nhưng không phải, xin người khác nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Phước Sang, Sư Thanh Tâm, quý chị Tăng. Kính chào cô tu nữ Như Pháp, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 148. Cảm ơn chị Netta, chị Kim đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc ạ. Ba ri chìm nam mi đằng rù bằng rồ ga ni thằng pa phằng gu rằng thích cha ti phù ti sanh đề hồ ma ra nam tăng hi chi quy tăng. Ba ri chìm nam mi đằng rù bằng rồ ga ni thằng pa phằng gu rằng thích cha ti phù ti sanh đề hồ ma ra nam tăng hi chi quy tăng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bá rí hai đoạn âm, chim trường âm nhấn, ná mí hai đoạn âm, đăng trường âm tập theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
rô trường âm thông thường, gá đoạn âm, nhất trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, tăng trường âm nhấn, gú đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ta ghi chỉ năm đằng ru bằng gô ngờ gá nhất thăng ta phần gú răng. Ta ghi chỉ năm đằng ru bằng rô gá nhất thăng ta phần gú răng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tít là trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, vu trường âm thông thường, tí đoạn âm, san trường âm nhấn, đê hô hai trường âm thông thường, má rá hai đoạn âm, nan trường âm nhấn, tanh trường âm nhấn, thí đoạn âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chati pu ti san de ho ma ra nan tang hi chi vi tang. Dạ con xin đọc hết. Đọc lại câu pháp cú số 148. Ta ri chi na mi đăng ru pang ro ga ni thang ta phang vu rang. Tích chati pu ti san de ho ma ra nan tang hi chi vi tang. Parichi nami dang ru pang ro ganit thang pa phang gu rang. Sitchati pu ti san de ho ma ra nam tang hi chi vi tang. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Tức Minh Châu. Dạ, con xin đọc lại ạ. Parichinna mi đăng rupang roga ni thang pa phang ru rang. Chichati pu ti san de ho ma ra nan tang hi chi vi tang. Parichinna mi đăng rupang roga ni thang pa phang ru rang. Chichati pu ti san de ho ma ra nan tang hi chi vi tang. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm ạ. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp. Alo, 123, 123. Quý vị thấy câu Phật ngôn 148 ha. Một câu Phật ngôn có vẻ bi quan ha. Nói lên cái sự tàn tạ của bản thân này, và thấy rằng cái chết nó đến gần với mình. Trên này ai cũng sợ chết, không dám đưa tay. Wow, Sĩ Quang Thanh, xa thủ, xa thủ. Mời Sĩ Quang Thanh nè. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thanh Tâm và Sư Phước Sang. Con kính lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ tu nữ như pháp và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 148. Barichi nami dang ru bang ro ganit
thằng ba phần ngu rằng phật cha ti bù ti san đề hồ ma ra nàn tành hi quỳ hi chỉ quy tăng ba ri chỉ nam mi đằng ru bằng ru gani thằng ba phần ngu rằng phật cha ti bù ti san đề hồ ma ra nàn tành hi quỳ hi chỉ quy tăng. Con đi sai chỗ này. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ba ri chi na mi đằng ru pang ro ga ni thằng ba phần cu răng. Ba ri là hai bản âm, chin là trường âm nhấn, na mi là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ro là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, phăng là trường âm nhấn, ú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba ri chín na mi đằng ru bằng ro ga ni thằng ba phần gu răng. Câu 3 và câu 4. Câu 1 và câu 2 và câu 1. Câu 3 và câu 4. Phích cha ti bù ti san đề hồ ma ra nành tành ma ra nàn tành hi quỳ hi chỉ quy tăng. Con xin lỗi, con xin sám hối, con bị sai chỗ câu này này. Con đọc, xin được phép đọc lại. Phật cha ti bù ti san đề hồ ma ra nành ma ra nàn tành hi chỉ quy tăng. Phích là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chá tí là hai đoạn âm, bu là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, san san là trường âm nhấn, đê hô là hai trường âm thông thường, má rá là hai đoạn âm, nan là trường âm nhấn, đanh là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc cho giọng. Phích cha ti bù ti san đề hồ ma ra nàn tành hi chỉ quy tăng. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Ba ri chín na mi đằng ru bằng ru ga ni thằng ba phần gu răng. Phích chát ti bù ti san đề hồ ma ra nàn tành hi chi quy tăng. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Bà ri chi na mi đăng ru băng ru ga ni thăng bà phăng gu răng. Vích cha ti bô tì san đê hô ma ra nan tanh hì quy hì chi quy tăng. Bà ri chi na mi đăng ru băng rô ga ni thăng và phăng gu răng. Phật cha ti bô tì san đê ô ma ra nanh tanh hì quy hì chi quy tăng.
Dạ con đọc, con đã đọc xong, con có sai mong ngài Duy Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính lãnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 148. Parijinami dang rupang roganit thang phát bát hằng cú rằng phi chati puti san đề hồ ma ra nan tan hi chi quý tăng. Con xin phân tích câu 1 và 2. Parijinami dang rupang roganit thang phát bát phần cú rằng phi gặp phá rí là hai đoạn âm, trình trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, mí đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rô trường âm thông thường, gá đoạn âm, nít trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, văn trường âm nhấn, cú đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pari chinami dang ru bang ro ganit thang pha ba phang cú rằng. Câu 3 và 4. Phi chati pu ti san de ho ma ra nan tan hi chi quý tăng. Phi trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, pu trường âm thông thường, tí đoạn âm, san trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, hô trường âm thông thường, má đoạn âm, rá đoạn âm, nanh trường âm nhấn, tanh trường âm nhấn, hí đoạn âm, chi trường âm thông thường. Quý, con không thấy được bài nữa rồi. Dạ, thưa ngài, cho con xin lại bài tại vì cái màn hình bị che lại thưa ngài. Dạ, con xin phân tích câu 3 và 4 lại ạ. Thích cha tí phù tí san đề hồ má ra năn tăng hi chi quý tăng. Thích trường âm nhấn chá tí hai đoạn âm, phu trường âm thông thường, tí đoạn âm, san trường âm nhấn, đê hô hai trường âm thông thường, má rá hai đoạn âm, nanh trường âm nhấn, tanh trường âm nhấn, hí đoạn âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phi cha ti phu ti san đê hô má rá nanh tanh hí chi quý tăng, pari chin na mi tăng ru băng rô ga ni thăng pha pha phăng gu răng phi cha ti phu ti san đề hồ ma ra năng tăng hi chi quý tăng. Sắc này bị si già ổ bệnh, ổ tập bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống của hòa thượng Thích Minh Châu. Parin Parinana mi đăng ru băng roga nin thăng pha phăng gu răng phin cha ti pu ti san đề hồ ma ra nan tan hi chi vi tăng. Parinana mi đăng ru băng roga nin thăng pha phăng gu răng vì cha ti phu ti san đề hồ ma ra nan tan hi chi vi tăng. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con kính mời vị kế tiếp.
Alo, 123, 123, xin hành kiến, chờ một chút ha. Chị Tina. Chữ đầu tiên á, Parichin Nami Đằng, thì có hai trường âm, nhưng mà hai trường âm này thì Sitina nó giống nhau, không có giống. Trường âm trước đó là trường âm nhấn, chứ không phải trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cái chữ đăng ở phía sau mới là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nhưng mà Sitina Tina là đọc chữ Chinh này á, là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đó là một sự nhầm lẫn ha. Phân tích rất là chuẩn ha. Rồi chỗ nào bị lộn nè, lộn hay là nó sai, sai cũng được đi ha. Thì hãy chú ý từ từ, nhưng mà hôm nay rất là khâm phục Sĩ Quan Thanh. Sức khỏe không được tốt, nhưng mà quý vị thấy Sĩ Quan Thanh rất là tiến bộ trên vấn đề trường âm, đoạn âm và phân tích rất là chuẩn. Đây là một sự tiến bộ, mà sức khỏe Sĩ Quan Thanh không được tốt mà cũng có vẻ tâm đắc cái câu Phật ngôn này. Cho nên khi mà Sĩ Quan Thanh đọc có thấy rất là cảm động. Sa thủ Sĩ Quan Thanh, Sĩ Tina chính là chỗ đó ha. Rồi mời Sĩ Thành Kiểm. Dạ, con Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Và con xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 148. Ba đi chìm nát ni đằng rù bằng rù gắt nít thằng bắt hành rút rằng thị cha ti phù ti sành đề hồ mã đã nành tành hi trì huy tằng. Ba đi chìm nát mi đằng rù bằng rù gắt nít thằng ba hành vũ rằng huyết cha ti phụ ti sanh đề hồ ma đa nan tan ti chỉ quý tăng. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Bá rí hai đoạn âm, chìm trường âm nhấn, ná mí hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rù trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rô trường âm thông thường, gá đoạn âm, nít trường âm nhấn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, hoang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gú đoạn âm, răng, phan trường âm nhấn, gú đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba đi chìm nát mi đằng rù bằng rù gắt nít thằng bác hành vũ trăng. Để con không thích câu 3, câu 4. Phích trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, bu trường âm thông thường, tí đoạn âm, san trường nhấn, đê hô hai trường âm thông thường, má rá hai đoạn âm, nan tanh hai trường âm nhấn, hí đoạn âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phích cha ti phù ti sành đề hồ ma đa nàn tành hí chi quý tăng. Dạ, con đọc lại bài. Ba đi chìm na mi đằng đồ bằng đồ gắt nít thằng bắt hành gũ rằng. Thích cha ti bồ ti sanh đề hồ ma đa nàn tàn hi chỉ quý tạc. Sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Ba đi chín lá mi đăng rù bằng rù ga nít thang bụng
đồ gan niệm thăng ba phàn vô đẳng phạn cha ti bu ti san đề hồ ma ra nan tan ti hi chi quy tặng ba đi chín na mi đăng đồ bằng đồ gan niệm thăng ba phàn vô đẳng Vịnh cha ti bu ti san đề hồ ma ra nan tan hi chi quy tặng. Dạ con đạo phân tích và kể xong, dạ con có chỗ nào sai con kính xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ con xin cho mít lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ alo, dạ con xin kính chào quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Kim, cô Mita, cô Hồng Mai và Hạnh Kiểm đã cho con biết tín hiệu tốt ạ. Dạ. Dạ, sau đây con xin đọc là kinh pháp cú 148 ạ. Parichinnam midang upang roganithang pa phần cú rằng chất tí bú tí sân đế hồ ma ra nâng tân hi chi bí tăng ta ri chính lăng mi đăng vô tăng vô gà nít thăng ta phần ngũ rằng vi chất tí bú tí sân đế hồ ma ra nâng tân hi chi bí tăng. Dạ, con xin phân tích nè. Ta ri là hai đoạn âm chinh trường âm là trường âm nhấn, ná mí là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, phân là trường âm nhấn, gú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, viết là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, tu là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, sân là trường âm nhấn, đê hô là trường âm thông thường, ma má rá là hai đoạn âm, nần tuần là hai trường âm nhấn, hí là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại. Ba vị chín đăng núi đăng rút bằng rô gan ít thăng và phần ngũ rằng vị chắc tí rụt tí sân sinh đê hồ ma ma rán năng tân hị chế vị tăng. Dạ con xin đọc kể lại. Ba vị chín đăng núi đăng rút bằng rô gan ít thắng ta phân ngũ rằng vì cha thi bố ti sân đế hồ mà ra nâng tăng tấn hi chi quý tăng. Sắc này bị suy già khổ tật bệnh mỏng manh nhóm bất tịnh đổ vỡ chết chấm dứt mạng sống à. Dạ con đã đọc xong kinh bài kinh pháp của 18 à. Con xin trả mic lại cho người kế tiếp nha. Alo alo, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Dạ đọc tràng có âm thanh của Tệ Duyên không ạ? Dạ cảm ơn chị Kim. Cái gì mà nó nhảy tung lên không? Dạ Tệ Duyên không thấy bài học ạ.
Nam mô Bụt Đa Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, sư Phước Sang, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và kính chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, bây giờ thì không thấy bài, không thấy bài học, không thấy bài học, không biết bài học bữa nay để thầy Duyên kéo xuống. Quang Thanh post bài dùm thầy Duyên có được không? 1 2 3 4 1 2 3 4 không thấy bài học. Kéo xuống đứng được, kéo xuống điểm mất. Không thấy bài học quý vị ơi. Chắc chạy ra quá. Bây giờ mới thấy. Sao kỳ quá lúc này cái bài. Dạ bây giờ con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 148. Ba ri chinh nam mi đăng ru bằng rô gan nít thằng ba phần gu năng phi chát ti pù ti sàn đề hồ ma ra nàn tăng hi chi vi tăng ba đi trình nam mi đằng rù bằng rồ gan ni thằng ba phần gu năng phi chát ti pù ti sàn đề hồ ma ra nàn tăng hi chi vi tăng ba rí hai đẳng âm chinh trường âm nhấn ná mí hai đoạn âm đăng trường âm giọng nguyên âm ru trường âm thông trường âm giọng nguyên âm đoạn hai rô trường âm thông thường gá đoạn âm nít trường âm nhấn thăng trường âm giọng nguyên âm phá đoạn âm phăng trường âm nhấn cú đoạn âm răng trường âm giọng nguyên âm đoạn 3 và 4 phích trường âm nhấn chá tí hai đoạn âm vu trường âm thông thường tí đoạn âm xanh trường âm nhấn đê hô hai trường âm thông thường đoạn 4 má rá hai đoạn âm nanh tanh hai trường âm nhấn hí đoạn âm chi trường âm thông thường, quý, đoạn âm, tăng, trường âm giọng nguyên âm. Ba ri chinh nam mi đăng ru bằng rô gan ni thằng ba phần gu năng phi cha ti pù ti san đề hồ ma ra nàn tăng hi chi vi tăng. Bây giờ thì em xin kệ. Ba ri chinh na mi đăng ru băng ru ga ni thăng phật ba phăng gu răng phi cha ti pô ti san đê ô
Maranan tan hi chi vi tăng. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tự nhiên đã phân tích và kể xong. Anh nếu có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Hôm nay đường truyền của tự nhiên nó cũng sao sao á. Bây giờ tự nhiên kính mời quý vị kế tiếp. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không ạ? Như vậy là cô tu nữ Tùy Duyên kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ha. Qua vấn đề phân tích trường âm, đoạn âm, qua câu kinh, qua giọng kệ, và xứng đáng. Bởi vì cô tu nữ Tùy Duyên, quý vị thấy có một cái giọng kệ rất là tuyệt vời, giọng kệ vàng, giọng kệ rất là truyền cảm, kết thúc là phải rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng câu Phật ngôn này. Nhưng mà trước khi qua ý nghĩa từ vựng thì chúng tôi xin ôn lại ha. Parichin nami đằng rù bằng rù gani thằng bác phần vũ rằng khuyết cha tí phù tí sành đề hồ ma ra nành tành hít chì quý tầng. Rồi cách đọc thứ hai dễ hơn ha. Parichin nami đằng rù bằng rù gani thằng bác phần vũ rằng khuyết cha tí phù tí sành đề hồ ma ra nành tành hít chì quý tầng. Alo, sao quý vị nghe không được rõ ha? Ở bên này sóng chỉ có một vạch mà thôi. Chỉ có sóng chỉ có một vạch thôi, một cục thôi. Quý vị thông cảm, mưa to, gió lớn, lốc xoáy. Còn lên mạng được là tốt lắm rồi. Có khi bị mất mạng luôn, nó rớt mạng. Nhưng mà một cuộc sống mà quý vị nghe được thế này là thấy còn thiên giang, còn hội ngộ được với quý vị, đó là một hạnh phúc rồi. Cho nên quý vị cũng thông cảm. Cô tu nữ Tự Gian cũng trong cái tình trạng gọi là bây giờ mưa bão, cho nên cái vấn đề về chuyện mà quý vị thấy có mặt là thấy biết người đó còn sống. Còn khi nào mà không xuất hiện nữa thì quý vị biết đó là mất mạng rồi. Mà mất mạng nó có nghĩa với câu Phật ngôn này là chết chấm dứt mạng sống. Rồi bây giờ chúng ta đi vào từ vựng câu Phật ngôn này ha. Quý vị quan hỷ nha. Tại tiền tiền nó cài dịch thì phải chấp nhận thôi. Rồi. Ủa, hồi nãy mới đọc cái dòng kinh hả? Còn chưa đọc dòng kệ, quên, xin lỗi, ôn lại rồi mới đi vào từ vựng nha. Đây là một câu tám từ, chúng ta chia ra làm hai, đọc bốn, bốn. Mà chia ra làm hai có nghĩa là một lần hai câu, nương nhau một câu lên, một câu xuống, để nó có cái âm giọng. Ví dụ nè, chúng tôi đọc để cho quý vị suy ngẫm, mặc dầu cái giọng kệ của quý vị hay hơn chúng tôi nhiều, chứ không phải là cái giọng kệ quý vị dở đâu, nhưng mà tại chắc quý vị chưa muốn coi như biểu diễn, chưa muốn
phô trương cái khả năng của mình. Chứ thật sự ra thì quý vị cái dạng trẻ rất là hay. Rồi, mình chào huynh Hạnh Phước thấy trẻ. Rồi, chúng tôi kể ha. Bà ri chinh na mi đăng rù bằng rù ga ni thăng bà phân rù rằng. Quý vị thấy chữ rù bằng thì nó lên, mà u răng thì nó xuống, tức là cái giọng kệ, tức là cái câu cuối, chữ cuối nó lên và nó xuống để nó ăn rơ với nhau ha. À, đọc lại ha, bà cũng đưa cái bài kể, bài học lên để cho huynh Hạnh Phước thấy nè. Rồi đọc lại dòng kể. Parichinna mi đăng rù bằng rô ga ni thăng bà phăng rù rằng vĩnh cha ti pô ti san đề hô ma ra nan tan hi chi quy tăng. Đọc lại lần nữa ha. Parichinna mi đăng rù bằng rô ga ni thăng bà phăng gu rằng vĩnh cha ti pô ti san đề hô ma ra nan tan hi chi quy tăng. Sắc này bị suy già, ô tập bệnh mong manh, nhóm bất bệnh bở chết, chấm dứt mạng sống. Rồi trước khi đi vào ý nghĩa tự vận, mời huynh Hạnh Phước. Alo, huynh Hạnh Phước. À, vô mà không đọc thì chắc cũng buồn ha. Rồi lên tham gia. À, đưa bàn tay lên cũng lâu quá vậy. Alo, huynh Hạnh Phước. À, rồi thấy rồi, thấy rồi. Dạ, xin thưa ngài. Mới lên con mới nhìn vô bài thưa ngài. Dạ, để cho con 15 phút con đọc tập tập đọc cái rồi con lên lại được không ngài? Alo, huynh Hạnh Phước nè. Có xin 15 phút. À, chứ mới tới giống như ở trên trời rớt xuống. Mà cái thời gian của huynh Hạnh Phước cũng còn trẻ, chưa có thích nghi với cái bài này. Cho nên phải còn suy nghĩ. À, cái bài này để dành cho ông già bà già ha. À, bài này dành cho ông già bà già, bởi vì đã trải qua một thời gian của cái tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, tuổi trung niên, cho nên khi mà gặp cái bài này thấy là trúng tủ. À, cái thân này bị lão hóa nè, ở trong đó là bệnh tật ốm đau nè, cái hơi thở thì nhiều khi phải thở oxy. À, bởi vì thiếu không khí để mà thở, nhất là cái mùa dịch bệnh ha. Rồi tứ đại bất hòa và ra đi khi mà cái sự chết là một cái vấn đề cuối cùng ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự vận nghe. À, Parichin nam mi đăng ru bằng câu đầu tiên. À, bởi vì chúng ta không để thời gian trôi qua. Parichinna mi đăng ru bằng, ở đây cái từ parichinnang cộng với ý đăng và nó biến thành parichinna mi đăng. Parichinna tức là đã hoàn toàn tàn tạ, tức là đã lão hóa, đã đi đến cái giây phút cuối cùng của cái sự già. À, đây là một cái dạng quá khứ phân từ trung tính ha. À, Parichinna đã
hoàn toàn tàn tạ. Mà cái gì đã hoàn toàn tàn tạ? Đó là rūpaṃ. Rūpaṃ là cái thể xác hay là sắc thân. Rồi chữ ý đăng cái nghĩa là này. Parichinnam idaṃ rūpaṃ, cái nghĩa là cái thân xác này đã hoàn toàn tàn tạ. Ý nghĩa câu đầu tiên là Ngài Hòa Thượng dịch là sắc này bị suy già. Nhưng mà chữ Parichinnam là đã đuối sức rồi, đã đến cái tuổi mà cuối cuộc đời rồi, tức là mắt mờ, tai điếc, lưng còng, rồi nghĩa là không thể gượng nãy gượng dậy nói. Đó là ý nghĩa câu đầu ha, Parichinnam idaṃ rūpaṃ. Rồi câu số 2. Rōganiṭṭhaṃ. Cái rōganiṭṭhaṃ do cái từ coi như rōga cộng với niṭṭhā. Cái rōga có nghĩa là bệnh tật. Đây là một danh từ nam tính, ākaraṇṭa puṃlinga ha, bệnh tật. Và niṭṭhaṃ do cái từ niṭṭhā. Niṭṭhā là cái tổ, cái ổ. Ví dụ như người ta nói chim có tổ, người có tông ha. Thì cái ổ chim hay là ổ gà, thì ở đây con người của chúng ta bệnh tật cũng là một cái ổ, cái tổ. Và nó được chia theo đối cách ha. Rōganiṭṭhaṃ nên biến thành rōganiṭṭhaṃ. Đối tiền gia quỳ phát tế e câu quá trình ha. Rōganiṭṭhaṃ là ổ bệnh tật. Rồi bát phân gũ răng. Bát phân gũ răng do từ bát phân gũ rá. Bát phân gũ rá ở đây được chia theo đối cách số ít. Đối tiền gia quỳ phát tế e câu quá trình ha. Cho nên bát phân gũ rá biến thành bát phân gũ răng. Bát phân gũ răng là mỏng manh, dễ vỡ, tức là thấy có vẻ bấp bênh ha. Bấp bênh mà cái gì bấp bênh? Do cái vấn đề bệnh tật này đã làm cho cái thân này nó mỏng manh, dễ vỡ. Rồi câu số 3. Khi trật tiết phù tí sanh đề hồ. Thuyết chạch tí, đây là một động từ có nghĩa là bị tan rã. Bị tan rã, cái gì bị tan rã? Pu tí sanh đề hồ. Chữ pu tí là hôi thối, là thối rửa. Mà sanh đề hồ do cái từ sanh đề ha, là cái thân thể. Sandeha là một danh từ nam tính ha. Akranta Pumlinga. Chữ Sandeha này được đứng làm chủ từ số ít. Và tham án Ekavachana vừa phát tí. Cho nên Sandeha biến thành Sandeho. Sandeho là một đống, một nhóm. Một đống, một nhóm có nghĩa là cái thân của chúng ta do tứ đại hợp thành, đất nước, lửa, gió. Thì nó cộng lại, nó chất chứa, nó tích tụ thành một đống, thành một nhóm. Vậy thì Putisandeho là cái xác thân hôi thối này, sự tan rã của thân thể này, sự thối rửa của một đống, của một đống. Mà đống gì? Chỉ cuối cùng, câu cuối cùng. Maranantan hi chi vi tăng. Maranantan ở đây do cái từ marana, nó là một danh từ trung tính ha. Akranana pum sakalinga. Marana có nghĩa là sự chết. Và thêm chữ anh tá ở phía sau anh tăng đó. Anh tá có nghĩa là một danh từ trung tính. Akranana pum sakalinga và anh tá có nghĩa là sự tận cùng, cái điểm cuối cùng.
anh ta được kia thay đổi các số ít đưa tỷ giao về phát tích hay các quá trình hát cho nên biến thành anh tăng Marana Marana Tan Hi Chi Vi Tăng ha. Thêm cái chữ hí ở phía sau có nghĩa là chắc chắn, thật sự, đúng vậy, đúng vậy. Sự chết là điểm cuối cùng. Mà điểm cuối cùng của cái gì? Chi Vi Tăng là mạng sống. Chi Vi Tăng là mạng sống. Thì ở đây cái câu số 3, câu số 4, hai câu này bổ sung cho nhau ha. Pichati pu ti sande ho maranan tan hi chi vi tăng. Cái xác thân hôi thối sẽ bị tan rã bởi vì mạng sống có sự chết là điểm cuối cùng. Xin lặp lại ha. Pichati pu ti sande ho maranan tan hi chi vi tăng. Xác thân hôi thối sẽ bị tan rã bởi vì mạng sống có sự chết là điểm cuối cùng. Rồi như vậy thì câu Phật ngôn 148 cho chúng ta ý nghĩa thể xác này là hoàn toàn tàn tạ, là ổ bệnh tật mong manh. Xác thân hôi thối sẽ bị tan rã bởi vì mạng sống có sự chết là điểm cuối cùng. Xin lặp lại lần nữa ha. Nghe nói, nghe học Phật môn này tự nhiên cảm thấy rằng bao nhiêu có vẻ bi quan ha, nói lên chết chóc ha. Thể xác này là hoàn toàn tàn tạ, lỗ bệnh tật mong manh. Xác thân hôi thối sẽ bị tan rã bởi vì mạng sống có sự chết là điểm cuối cùng. Rồi, Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã có thơ lục bát thế này: thân này sẽ bị suy già, thường hay tập bệnh, lại hòa quế nhơ, mong manh mạng sống từng giờ, tử thần bên cửa đợi chờ mang đi. Thân này sẽ bị suy già, thường hay bệnh tật, lại hòa quế nhơ, mong manh mạng sống từng giờ, tử thần bên cửa đợi chờ mang đi. Ngài Hòa Thượng Minh Châu hả? Sắc này bị suy già, ô tập bệnh mong manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt sự sống. Sắc này bị suy già, ô tập bệnh mong manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt sự sống. Như vậy thì qua ý nghĩa tự vấn, chúng ta thấy trong vấn đề học của chúng ta và hiểu được những nghĩa như vậy thì chúng ta cảm thấy có một cái niềm tin ha. Chứ không phải là coi như là Phật dạy là chúng ta phải tin hoàn toàn, mà chúng ta tin theo ý nghĩa. Thì cái nội dung mà chúng ta tin, chúng ta theo rõ ràng như vậy về cái giọng đọc, mà chúng ta có một cái vấn đề mà coi như tự giải quyết được, cái nghĩa là mình đọc mình biết đúng biết sai rồi, hiểu được ý nghĩa tự vận, thì quý vị cảm thấy rằng hoan hỷ hơn ha. Chứ còn hơn là cái vấn đề nhiều khi nhắm mắt đưa chân rồi chúng ta không biết mục đích đi về đâu. Còn bây giờ chúng ta học tới đâu chúng ta biết tới đó. Câu Phật ngôn này nói lên cái vấn đề già bệnh lão hóa của cái thân xác này do tứ đại bất hòa, rồi tứ thần đến chấm mạng sống. Vậy thì bây giờ chúng ta còn trẻ, chúng ta có chết không hay là chờ đến khi già mới chết? Thì trong bài học này quý vị cứ nghĩ rằng chết chết sao cũng chết, mà không chết già thì chết trẻ.
đại hội, trẻ cũng chết, già cũng chết, mà ai không có những cái bệnh tật ốm đau cái sự chết là cái vấn đề cuối cùng của cái kiếp sống. Nhưng mà đừng có nghĩ chỉ có người già mới chết nha, người trẻ cũng chết. Vậy thì chúng ta học cái này để dành quan trọng. Rồi bây giờ duyên sự câu Phật ngôn 148. Câu Phật ngôn 148 chúc Phật khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên thì đề cập đến một cái vị trưởng lão ni tên là Uttara. Uttara nữ, nữ tính thì A chứ không phải là A. Vị trưởng lão ni tức là một vị tỳ khưu ni có cái tên là Uttara. Bây giờ ai viết cái chữ này đúng? Bali vì nào đọc này cũng hay, nhưng mà tên của vị tỳ khưu ni này Uttara viết làm sao đây? Uttara Thích Kim Thích Hồng Mai, hai người này, rồi cô tu nữ tự duyên nữa, ba người này ai viết cũng đúng hết, nó đọc được là viết được. Rồi thì con đi thêm sư Quang Thanh nữa. Rồi vì thì con đi Uttara có tuổi thọ là 120 tuổi. Quý vị thấy người ta có phước không, sống tới 120 tuổi. Bây giờ mình được bao nhiêu tuổi rồi mình lên đường, mình nói 60 năm cuộc đời, chứ thật sự chưa tới 60 năm cũng đã ngủng củ tỏi rồi, để lên đường rồi. Nhưng mà thời kỳ này tuổi thọ rất là cao, phước của người ta rất là lớn, cho nên cái vị tỳ khưu ni này đã sống đến 120 tuổi. 120 tuổi không phải già cả ngồi một chỗ ha, đủ lười không bay. Nhưng đây cái vị này 120 tuổi vẫn lo trách nhiệm bổn phận của mình, có nghĩa là hàng ngày cũng phải đi khất thực như các vị tỳ khưu trẻ khác. Sau khi đi khất nhận được một bình bát cơm, trên đường trở về thì gặp một vị tỳ khưu, vị tỳ khưu trẻ, thì bà mới hỏi vị tỳ khưu đó về việc đi bát khất thực. Thì vị này chưa có gì hết, và thế là vị tỳ khưu ni 120 tuổi này, Uttara này, mới cúng dường cái bát cơm đến cái vị tỳ khưu trẻ đó. Rồi cái vị đó từ chối một vài lần nhưng mà cũng thọ nhận. Bà dâng hết vật thực cho vị tỳ khưu và chịu nhịn đói. Đến ngày thứ hai, đến ngày thứ ba cũng như vậy, tỳ khưu ni Uttara đã nhịn đói trọn cả 3 ngày như trước, tức là cũng gặp vị tỳ khưu trẻ đó và dâng vật thực mà mình đi bác được. Rồi đến ngày thứ tư, khi trời vừa rừng sáng, Đức Thế Tôn dùng tuệ giác để quán coi cái duyên lành đạo quả của chúng sanh như thế nào, và thấy tỳ khưu ni ra căn duyên để chứng muội, cho nên ngài ngự đi khất thực trên con đường mà bà Uttara sẽ đi. Tỳ khưu ni Uttara đi trì bình khất thực trong cái chỗ đông người, chợt trông thấy Đức Phật và vội vàng tách ra khỏi đám đông. Bất ngờ y của bà thòng xuống dưới đất, bà vấp phải nó, bà té không thể gượng đứng lên. Đức Phật ngài ngự đến gần của vị tỳ khưu ni Uttara này, mới phán hỏi rằng: này Uttara, cái xác thân, cái tự ngã của ngươi nay đã già yếu rồi, chẳng bao lâu nó sẽ vỡ tan. Và Đức Phật ngài
nói lên câu Phật ngôn 148 này trước mặt Tỳ Khưu Ni Uttara. Parikin nami đằng rù bằng rù ra nít thần bác phần thần phí chá tí phù tí sành đề hồ ra nành thành hí trì quý tăng. Sắc này bị suy già, ố thật bệnh mong manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết, chấm dứt mạng sống. Ý nghĩa câu Phật ngôn 148 Đức Phật dạy Tỳ Khưu Ni Uttara. Này Uttara, cái sắc có tên là sắc thân của cô đây, nó đã già yếu vì chắc nhiều tuổi thọ rồi, và nó là cái khu rừng bệnh tật vì là cái chỗ chất chứa đủ thứ bệnh tật. À, chẳng khác nào một con chó rừng tuy còn trẻ, người ta cũng gọi nó là con chó rừng già, con cáo già, hoặc là cái dây lá mơ. Còn non xanh người ta cũng gọi là dây hôi hám. Cái xác thân hôi thối này nó dễ hư hoại vì luôn luôn có những cái nước dơ nó rỉ, nó chảy ra đều đều, cũng y chang như vậy. Mặc dù khi mới sinh ra nó óng chuốt như vàng rồng, hễ cái xác thối tan rã như thế nào thì cái xác thân của cô không bao lâu nữa cũng sẽ tan rã như thế này. Tại sao vậy? Tại vì mạng sống sẽ kết liễu bằng sự chết. Cho nên tất cả chúng sanh hiện còn sống rốt cuộc rồi cũng phải chịu chết đều nhau cả thảy. À, khi mà Đức Phật nói lên câu Phật ngôn này thì vị trưởng lão Ni Uttara đã chứng đắc thân quả Tu Đà Phật. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng tuổi đã 120 vẫn giữ bình, ba ngày nhịn bát cúng sư huynh bữa sau quốc tế vì kiệt sức. Phật điển khuyên bà hãy cảm kinh tự quán, thân này kiệt quệ rồi, chỉ là một ổ bệnh tánh hôi, rồi đây khối trược này tan vỡ rã, đang sống tận cùng cũng chết thôi. Alo, còn nghe không bà con? À, chị Kim nói bộ hay lắm hay sao mà tặng bông tặng hoa thế này. À, như vậy hay à, mời Huynh Hạnh Phước à, lên đọc câu Phật ngôn này và có ý kiến ha. À, rồi mến chào đạo hữu Pháp Niệm Tâm vừa đến với Pháp Hội. Đây là một cái nickname mà chúng tôi thấy hơi mới mới ha. Rồi, Huynh Hạnh Phước đâu rồi? Đưa tay lên đọc câu Phật ngôn này. Rồi, có ý kiến. Ai biểu đi đi học trễ làm chi? À, xin mời Huynh á. Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Khai. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ Ngài Thế Đức Tôn Đức Tăng và thành kính đảnh lễ quý bà cô tu nữ và các đạo hữu. Dạ, con xin đọc câu 148, cú 148 ạ. Dạ. Parichin năng đi năng tu văn rô căng mít thăng pha pha guna răng phi chá tí phu tí sang đề hồ ma răng năng tăng hí vi chi vi tăng. Dạ, con xin đọc lại. Parichin năng mít đăng Parichinamit Pupang Roganit Phang Roganit Thang
papa kurang pat vijati putih sang deho putih sang deho marang marang tang hi vi jivitang. Dạ con xin phân tích ạ. Pari hai đoạn âm chin trường âm nhấn na mi hai đoạn ăn hai đoạn âm đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ru trường âm thông thường tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ro trường âm thông thường gani giá trường âm đoạn âm giá đoạn âm nít trường âm nhấn thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm phá đoạn âm phăng trường âm nhấn gú đoạn âm răng trường âm theo giọng nguyên âm phí chất tí ba đoạn âm phí trường âm nhấn chát tí hai đoạn âm con xin lỗi u trường âm thông thường tí đoạn âm sang trường âm nhấn d hô hai trường âm thông thường má rá hai đoạn âm năng trường âm nhấn tăng trường âm nhấn hí đoạn âm chi trường âm thông chi trường âm thông thường ví đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, con xin đọc lại nguyên bài. Pari chin năng ni ni tăng u pang ro ga ro ga ni thằng pa phang gu răng pi chát ti phut ti sang đề hồ ma ra năng tăng hi vi tăng sắc này bị suy già ổ tập bệnh mỏng manh nhóm bất tịnh đổ vỡ chết chấm dứt mạng sống bản dịch của Hòa Thượng Thất Minh Châu. Dạ con xin đọc hết bài. Con biết là hôm nay con không có chuẩn bị được sớm, giờ con có sai sót nhiều. Dạ xin quý sư rồi xin ngài Chí Đức rồi xin cái đạo hữu chỉnh sửa cho con nha. Dạ con xin dừng lại mấy ca. Alo. Sa tu huynh hạnh phước. Quý vị thấy nổi cái nickname không? Hạnh phước ha. Hạnh phước hay là hạnh phúc cũng là một cái từ mà chúng ta thấy rằng đang sung sướng, đang cái gà này quậy quá. Lão nha, đóng cửa lại. Quý vị thấy trong thời kỳ tuổi trẻ ha, đang sống hạnh phúc với gia đình mà gặp cái câu Phật ngôn này thấy có vẻ bi quan yếm thế. Nhưng mà sự thật đối với câu Phật ngôn này phân tích rất là chuẩn, phân tích về trường âm đoạn âm rất là chuẩn, nhưng mà thấy già, thấy bệnh, thấy chết, tự nhiên thấy ru nè, cái giọng đọc thì sai, bị phóng tâm sợ chết, cho nên huynh khỏe, phân tích thì rất là rõ ràng chính xác. Nhưng mà khi đọc á thì thấy ở đây thấy nói lên cái vấn đề già nua của thân xác này, bệnh tật của thân xác này, cái hơi thở mong manh,
nghĩa là ra đi bất cứ giờ phút nào, bởi mình đâu làm chủ với chính mình ha. Cho nên tứ đại bất hòa là cái vấn đề, cái pháp nó vận hành như vậy. Mình trẻ mình cũng chết, chứ đừng nói già mới chết. Vậy thì đừng có sợ. Đây là lời dạy của Đức Phật cho biết rằng trước sau cũng chết. Vậy thì cứ bình tĩnh. Tại sao phân tích trường âm đoạn âm rất là chuẩn mà cái giọng đọc là không có chú tâm vào cái trường âm đoạn âm đó? Chẳng qua là nghe nói câu Phật ngôn này tự nhiên thấy chán, thấy buồn, bị phân tâm phải không? Rồi bây giờ huynh Hạnh Phước có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Rồi tại sao phân tích là đúng mà lại đọc sai, bị phân tâm? Rồi nếu mà tại mình vô sớm một chút thì chắc chắn rằng mình sẽ theo dõi, giống như huynh Hạnh Pháp nè. Huynh Hạnh Pháp đọc đâu có sai chỗ nào đâu, Hạnh Pháp đọc rất là chuẩn. Rồi bây giờ huynh có ý kiến về câu Phật ngôn này, xin mời nha. Tâm không thể nào xa việc thực hành. Dạ, con xin sám hối với ngài và quý sư, quý cô và các đạo phụ. Dạ, do con sáng nay sau khi thiền xong rồi con thấy khi xả thiền con xả quá rồi con ngủ mất à. Dạ, con xin sám hối cho nên con không có vô sớm được. Dạ, con xin được cho tí cái đó là cái hiệu về cái câu này, cái câu Phật ngôn 148 khi con đọc và con có nghe về ngài Chí Đức là giảng về bài ý nghĩa về đó, cho nên con cũng non cạn thôi, cho nên con thì hiểu theo cái phía non cạn của con ạ. Dạ, thì con người thì khi đã được tinh cha rồi huyết mẹ đẻ ra thì con người nó đã là một cái khối không được thanh tịnh rồi, tức là mới trong đó là nhờ như vậy. Nhưng mà huyết và tinh thì nếu mà con ai nói ở đó là sạch thì con không nghĩ nó cũng là tại vì là nếu mà nói về 52 thể trường thì mình thì con nghĩ là nếu mà ai mà đẻ ra là như đã là con người, con thú hay là động vật thực vật thì nó cũng thế thôi. Trên thế gian này thì cũng là do tứ đại mà hình thành, thì kể cả vũ trụ thì cũng nó cũng có mạng sống mà. Chỉ vì vũ trụ, mạng sống của vũ trụ chủ thì nó sẽ dài hơn, kéo dài hơn của con người. Giống như của con người thì mạng sống con người thì dài hơn con chó, con mèo thì dài hơn con sâu bọ. Chỉ có như đó thôi, thì mình cái đời sống của mình nó là cái mạng sống của mình nó là một cái điều tạm bợ. Thì sau khi mà cái duyên của thân này nó mất duyên đi tứ đại nó không hợp với nhau thì nó sẽ chia rẽ ra, thì vẫn chết như thường thôi, không chết sớm không cũng chết muộn giống ngài nói vậy. Thì nhiều người trẻ rồi cũng chết bệnh tật hay là tai nạn gì đó thì cũng chết. Nhiều người thì sống tới trăm mấy 200 tuổi thì cũng chết. Chỉ vì rồi có nhiều người thì chết khi mới trong lọt bào thai hoặc chết trong bụng mẹ luôn. Cái đó là chuyện nói là buồn hay là gì đó thì tất tần tật con nghĩ đó là chỉ là phước duyên của mọi người thôi ạ. Còn cho nên mà khi mà mình
con nói thật sự là quý đạo hữu ở đây rồi giống con cũng vậy, được cái phước lành là được biết tới Phật pháp và biết theo biết học, cho nên thì mình còn có cái phước nào đó mình được cái duyên lành này, cho nên mình phải cố gắng tạo thêm duyên lành, tạo thêm phước trong khi mình chưa phải là gì hết, trong đối với là Đức Phật chưa phải là gì hết, đối với quý Bồ Tát chưa phải gì hết, đối với quý sư, cho nên thì mình cố gắng làm sao được tích góp cái phước lành nào đó để được tiếp sau mình có cái trí tuệ mình hơn, giỏi hơn, và mình đi theo cái lối lành của đó, đi hào quang ánh sáng của Đức Phật thôi. Chứ giờ mình đã lỡ đẻ ra là như vậy rồi thì mình cũng cố gắng trong cái thời gian này, vì cái hãy cứ quán vô cái thân này, không có nói là ở cái thân này nó là dơ giấy hay là nó là tạm bợ hay là nói nó là không có tốt lành cho nên mình bỏ nó đi, cũng không có ham thích cái thân này. Mình cứ quán thân này và mình biết thân này đang xảy ra chuyện gì, nên vì mình đang chết đi từng sát na và sống lại từng sát na theo Đức Phật nói, thì mình quán coi đó là thật sự là như vậy không. Thì từng sát na thì mình không biết, nhưng mà về cái ý nghĩ, về cái sự sống dậy của chết đi của cái thân của mình thì mình cũng cảm nhận được từ từ một chút nào đó, không phải là mình không cảm nhận được. Còn giống như từng sát này mình chưa có tới công lực như vậy ạ. Dạ con xin hết thầy, con xin nhìn lại mấy cặp. À, sa thú huynh hạnh phước. Ồ, hiểu biết về Phật pháp cũng có chiều sâu hả? À, cái hay của huynh hạnh phước là thế này, không nói về cái sắc này bị suy già, tập bệnh mỏng manh, bất tịnh đổ vỡ, mà nhấn mạnh cái chỗ chết trong giấc mạng sống. À, không chết già chết trẻ, nhưng mà nói lên cái vấn đề đúng như trong cái câu kinh: chết ngột hoặc chết mỏi mòn, chết ngoài bụng mẹ hoặc còn trong thai, chưa sinh ra cũng đã chết, mà vừa lọt lòng mẹ cũng đã chết. Thì cái tuổi sơ sinh hài nhi chưa biết gì hết mà cũng đã lên đường. Còn đã ở đây nói về vị tỳ kheo ni Uttara đi đến cuối cuộc đời 120 tuổi mới ra đi. Và sự nhận định trong cái tuổi thọ bây giờ 60 năm cuộc đời á, nhưng mà vị tỳ kheo ni 120 tuổi kiệt sức, 120 tuổi là mà còn nhịn đói tới 3 ngày để mà tạo cái phước báo hình trang tư lương qua cái sự bố thí cúng dường. Mình đi khất thực được cái phần cơm này của mình, nhưng mà đã đem dân cúng cho một vị tỳ kheo trẻ và không ích kỷ bổn sản, lo cho chính bản thân mà còn phải tạo phước báo nữa để làm hình trang tư lương trước khi nhắm mắt xuôi tay, và hên cả là gặp Đức Phật. Cho nên để chứng đắc thánh quả tu đà hoàng. Sa thú sự trình bày của huynh hạnh phước về câu Phật ngôn này. Mặc dầu huynh đến đạo tràng sau, nhưng mà cũng nói lên cái ý nghĩa rất là rõ ràng của câu Phật ngôn này. Và cô tu nữ Tuệ Duyên ơi, cô nghĩ sao, có nhận định như thế nào về huynh hạnh phước khi trình bày như vậy? Alo, mời bàn tay cô Tuệ Duyên. Bởi vì sao? Cô cũng là người đã
từng trải trong cuộc sống, rồi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thì sự nhận định của cô chắc chắn rằng sẽ có nhiều lợi ích hơn. Rồi Quynh hạnh phúc chú ý nghe cô tu nữ tự gian có ai có ý kiến ha. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính tri ân Ngài. Đạo tràng có nghe âm thanh tự nhiên rõ không ạ? Cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn chị Kim. Cảm ơn Hạnh Phước. Thật ra thì rất là hỷ, tự nhiên hôm nay mới nghe giọng nói của Hạnh Phước. Tuổi trẻ tài cao, vì mới vào đạo tràng mà biết đọc Pali rồi phân tích, mà cái điều đó là cũng là một cái duyên lớn. Thật ra thì Pali rất khó chứ không phải dễ, mà phân tích được, giọng đọc cũng tốt, nhưng mà cố gắng thêm một chút nữa thì sẽ thành công. Và qua những lời chia sẻ về câu pháp cú số 148 này, thì ai cũng vậy, thì Hạnh Phước nói cũng đúng. Khi chúng ta mới vừa gọi là tinh cha quyết mẹ, thì nó đã nằm ở trong một cái ổ quế trượt là 9 tháng 10 ngày, nằm ở trong cái gọi là rất là hôi hám, nhưng mà phải chịu đựng co rút ở trong đó. Những cái thức ăn của người mẹ, tất cả ngọt, và những người nữ thì hiểu cái quế trượt nhiều hơn người nam. Vì sao? Vì người nữ thì đã từng mang thai và đã từng bệnh vì đứa con hoành hành, nó vô, ví dụ như tương ưng thì nó không có bệnh, mẹ còn dùng cái này cái kia, món này món nọ được. Nhưng có những người mẹ khi mà mới gọi là cấn thai là đã ủa ói, vì nó bất tương ưng, nó vô nó quậy, nó làm cho mẹ rất là đau khổ, ốm nghén, bỏ ăn, bỏ uống. Có người nhịn thì cả 3 tháng, 6 tháng không chừng, vì ốm nghén, gọi là cái, dùng cái từ ốm nghén rất là khổ. Khi đó là cái người nữ thì biết rất nhiều về ế trượt. Thì khi đã gọi là ốm nghén thì cái thụ thai đó là cái người con ở trong bụng là chịu tất cả những cái ế trượt là đã dơ ở trong đó rồi, nhưng mình nằm ở trong cái bùng dơ mình mà ngoài sao mình chịu nổi đến mà tới 9 tháng 10 ngày. Có người gọi là chữa trâu tới 10 tháng mười mấy tháng không chừng, thì cái những cái chất đó nó đã hình thành rất là dơ. Rồi những cái đồ ăn cay, đắng, người mẹ có khi thèm tầm bậy tầm bạ. Có người thèm thay vì sầu riêng hay măng cục hay ổi, bưởi gì đó thì đã đành. Nhưng có người thì thèm mà cái gọi là nó quế trượt đến nỗi phân gà đó mà gọi gà sáp á, nó tanh, nó hôi cỡ nào mà đi thèm những cái thứ đó đó. Mà tại vì sao? Vì nó hành cho người mẹ thèm cái này thèm cái nọ, nhưng mà thèm những cái thức ăn mà chẳng hạn những thứ tốt cũng nói gì, rồi thèm xăng dầu. Có người hả quẹt bôi đầy mình á để ngửi những cái mùi rất là khó chịu. Những cái người mà thật ra cái thai nó hành ghê gớm lắm,
Cho nên nếu mà kể ra cái uế trượt này á, thì nó từ trong bụng mẹ cho đến nó mang theo mình. Rồi khi mà sanh ra đời thì cũng vậy. Có người nói rằng á, còn trẻ, nhưng mà thực sự không có trẻ, mới sanh ra là đã già. Nếu mà nói theo chân đế thì là mới sanh ra là nó đã già rồi, chứ không phải là đợi 100 mai là 101, 102 gì hết. Tại sao có những người, những đứa trẻ đó, nó đang chơi á, nó lanh, rồi nó nói chuyện, rồi xong cái mình nói thôi bà già, vì nói chuyện ra nó giống như là người già vậy đó. Cho nên cái thân này thì luôn luôn, và tất cả trong cái nói chung là trong rung đi, thì mọi người bây giờ thì còn nói như vậy, nhưng mà biết đâu ngày mai có người sẽ ra đi. Trước sau thì chắc chắn không trẻ thì già, không bệnh này cũng bệnh nọ. Không ai nói mà tôi không có bệnh, tôi không có già. Tại vì nó chưa đến lúc cái sắc này mình phải hoại. Từ mỗi ngày nó dần dần, người trẻ thì nếu mà nói về sắc thì nó hoại lần lần. Còn nếu mà nói về nghiệp thì nghiệp của chúng sanh, mỗi người có nghiệp riêng. Có người thì tại sao chỉ mới mang thai 1 tháng đã hư, 2 tháng đã hư, 3 tháng, 7 tháng đã bỏ. Vì cái nghiệp của chúng sanh nó rất là ngắn ngủi. Còn có những người thì cái nghiệp của mình được sanh ra, rồi mình sống dần dần lớn tuổi, chẳng hạn người thọ được 50, 70, 100. Nhưng mà riêng là tự nhiên nhớ là cái xứ Cô Rú gì đó, Nam Thiện Bội Châu gì đó, thì rất là cái tuổi thọ của họ rất là cao. Có xứ sống tới đến 500, rồi có xứ 700, có xứ lên 1000. Và ở hiện tại của chỗ mình thì chỉ có được 100, nhưng mà hiện tại đã mất đi 20 mấy tuổi rồi, chỉ còn 70 mấy tuổi thôi. Bây giờ tính quân bình chỉ còn có 70 mấy tuổi thôi, thì cái tuổi thọ của chúng sanh. Thì nếu mà ai sống trên cái tuổi mà 75 này thì cũng sống về nghiệp của mình thôi. Thì ta đi theo nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Thì bây giờ thật ra thì nói thì có rất là nhiều, nhưng mà chia sẻ thì mỗi người có chia sẻ khác nhau. Thì con chỉ có vài lời chia sẻ đến câu, dựa trên câu Pháp Cú Kinh số 148 này, để mà chia sẻ khi người mẹ mang thai, cũng dựa trên cái của hạnh phúc. Dạ, hạnh phúc. Ở đây trong mình có rất là nhiều, cũng có nhiều cái nick rất đẹp, hạnh phúc, rồi hạnh gì nữa, hạnh pháp. Dạ, hạnh pháp nữa. Hạnh pháp có nghe rõ không? Hạnh pháp có thể chia sẻ về câu Pháp Cú Kinh này cho đạo tràng mình biết như thế nào, là suy nghĩ của hạnh pháp. Hồi nãy hạnh phước rồi bây giờ hạnh pháp. Dạ, kính mời hạnh pháp ạ. Hạnh pháp có trước máy không? Dạ, rồi chắc hạnh pháp không có trước máy. Dạ, bây giờ chị Kim. Dạ, thấy chị Kim cười nè. Đã thấy hạnh pháp. Dạ, kính mời hạnh pháp ạ. Dạ, alo, con xin chào quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đồng tràng.
Còn thì cũng trẻ tuổi mà nghe đến câu này thì cũng thấy hơi sâu sâu rồi ạ. Nói chung con cũng còn yêu đời lắm nên nghe nó cũng có chút bi quan ạ. Nhưng mà thật sự thì qua câu pháp câu Phật ngôn này thì Đức Phật muốn chỉ ra cho chúng ta thấy cái thân thân này là bất tịnh. Nhưng mà có điều nói ra thì chúng ta đều có nhận thức được cái rõ được cái thân này bất tịnh hay không, và qua duyên sự của bài kinh này thì ngài đã cho cái vị nữ tu Uttara này, chính vị nữ tu này đang là người đã trải quá trình tuổi sinh rồi bệnh già và quá trình khổ đau của bệnh tật, rồi ngày khi ngài phát ngôn, khi ngài nói ra được như vậy thì vị nữ tu này là người cảm nhận rõ ràng nhất. Chính vì vậy nên cô đã bỏ ngay cái thân kiến này và đắc ngay cái quả tu đà hoàng đầu tiên ạ. Còn nói chấm dứt mạng sống là hết, mà một số người thì cũng quan điểm là chết là hết, không có gì hết, thôi sống vô tư. Mà một số mang cái tà kiến đó rất nguy hiểm, mà họ sống buông lung và phóng dật và làm bất chấp rồi không có để sợ gì. Còn những người có may phước đến đất Phật giáo mà khi hiểu được á, thì đó là một câu nhắc nhở cho chúng ta để chúng ta tập dần và buông dần cái thân này. Chuyện cũng vì cái sự không biết mà mình cứ o bế cái thân, nuôi dưỡng và tạo rất nhiều việc bất thiện, rồi tạo nên cái quả để sau này mình không có kết thúc đẹp trong đời này và trong đời những kiếp sau nữa. Con xin hết ạ. Dạ con xin trả mít lại. Sa thú huynh hạnh phước, huynh hạnh pháp, cô tu nữ tuệ duyên, vì nào cũng nói lên cái ý nghĩa rất là thích nghiệp, rất là đáng. Nhưng mà cái câu Phật ngôn này cho chúng ta biết chết không phải là hết, chết chẳng qua là chấm dứt cái kiếp sống này, bởi vì chúng ta còn tham, còn sân, còn si. Cho nên từ một cái kiếp sống này để đi qua kiếp sống khác, chứ không phải chết là hết. Nếu mà chết là hết thì chúng ta nằm vô trong cái đoạn kiến thuộc về tà kiến. Mà cái vòng sanh tử luân hồi này chấm dứt mạng sống, tức là chúng ta ra đi qua một cảnh giới khác. Ví dụ như Tỳ Kheo Ni Uttara 120 tuổi đi qua một cái cảnh giới an lạc, mà cái cảnh giới đó là một cái cảnh giới mà xác định biết rằng chỉ còn sanh tử luân hồi trong vòng 7 kiếp. Còn chúng ta trôi lăn trôi mãi, nghĩa là còn bất định, chứ không phải nói rằng chúng ta chết là chấm dứt mạng sống này là thành công, không phải, hoặc là đau khổ cũng không phải, mà chết là đi theo cái duyên nghiệp của chính mình. Cho nên khi nãy Sư Tây Tà nói rằng cái câu Phật ngôn này rất là tâm đắc. Vậy thì bây giờ mời Sư Mê Ta cho biết cái tâm đắc câu Phật ngôn này như thế nào. Alo, Sư Mê Ta có chiếc máy ha. Sư Mê Ta nghĩ rằng câu này thích nghi nè, cho nên tâm đắc nè. Rồi, mời Sư Mê Ta.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được tín hiệu của con không? Dạ, cảm ơn cô Tây Duyên, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Tina và con kính cảm ơn Ngài và cảm ơn tất cả quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, thưa Ngài, qua sự chia sẻ của Huynh Hạnh Phước, rồi Huynh Hạnh Pháp, rồi cô Tu Nữ Tị Duyên, cũng như những điều mà Ngài đã nói, thì con thấy đó là theo Pháp, đúng theo Pháp là như vậy. Và tất cả mọi người, mọi chúng sanh là con người như chúng con, hay tất cả mọi người thì sanh ra, thì cái tuổi thọ đó, mỗi người đều có cái tuổi thọ riêng, tùy theo cái phước của cái duyên nghiệp của mình từ nhiều đời nhiều kiếp. Thì những ai mà đã có được nhiều phước báo thì sống lâu, tuổi thọ cao, như bà trưởng lão Ni Uttara thì tới 120 tuổi. Rồi đây là bà trưởng lão Ni này cũng là đã có được rất là nhiều phước báo cho nên bà có tuổi thọ cao. Rồi bà cũng lại còn rất là mạnh khỏe, bà còn đi khất thực được, đi trị bệnh được. Rồi bà lại đã tu tinh tấn, bà hiểu được giáo pháp của Đức Phật, cho nên bà thấy rằng bà đã nhiều tuổi rồi thì bà cũng làm phước để tạo phước tiếp tục. Cho nên bà nhịn ăn 3 ngày mà bà cúng dường cái vật thực của bà đã đi khất thực được cho một vị tỳ kheo khác để tạo cái phước. Rồi khi bà gặp được Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì bà lại mau mau bà đến gần, chẳng may là bà bị té, thì gặp bà cũng có cái phước lớn là bà đã gặp được Đức Phật. Rồi Đức Phật cho bà những cái thuyết cho bà những cái điều mà như hồi nãy sư quý ngài cũng như là quý vị đã chia sẻ đó, là cái tuổi thọ của ai rồi cũng phải chấm dứt. Cái thân xác của tất cả mọi người là chúng sanh con người này thì ai cũng phải chấm dứt, bởi vì chấm dứt mạng sống bằng cái chết. Và như ngài đã nói là chết là không phải là hết, mà chúng ta sẽ đi theo nghiệp của mỗi người rồi đi qua một cái kiếp sống khác. Thì con thấy cũng gần hết giờ rồi, con xin nói tóm tắt là thì như vậy con cũng hiểu được. Con cũng rất là tâm đắc với cái câu này, là đã có cái tín hiệu báo cho chính bản thân con cũng như tất cả mọi người là cái xác thân này rồi cũng sẽ tiêu hoại và cũng sẽ chấm dứt mạng sống bằng cái chết. Thì con thấy đối với con là cái tín hiệu nó đã đến gần đây, nó đến nhiều quá rồi. Là mắt con thì nếu mà nhìn đọc sách lâu hoặc là nhìn cái gì lâu thì nó sẽ lem nhem. Và đôi khi con phải để gần, thật gần, rồi con mới phân biệt được cái từ đó là gồm có những cái chữ gì, chữ gì. Cũng như bữa nay con đọc thì con thấy là con đọc trong cái đầu con đọc là bá rít không à, con không có thấy là rí, mà con thấy tới hai cái chữ gì lận. Dạ, cho nên con đọc là bá rít không, rồi con mới phân tích đó là trường âm nhấn. Đó là một cái tín hiệu báo là mắt con đã tệ rồi. Nhiều khi con nhìn không rõ rồi con phải nhắm lại, rồi con nhái, đặng con định tâm lại cho con mới thấy được. Thì nó có nhiều cái điều mà báo hiệu cho con lắm. Rồi tóc
con bây giờ đã bạc rồi, răng con cũng đã rụng một số rồi, rồi mắt thì mờ, lỗ tai con thì cũng giảm nữa. Con nghe ngài đọc, nếu mà con nghe rõ được thì con sẽ nghe là bá rí, nhưng mà con cứ nghe là bá rít không. Rồi con lại thấy hai cái chữ đó nữa, cho nên khi nãy là con đọc sai, thì đó là một cái điểm báo hiệu cho con rồi. Rồi con cũng đã bị nhiều cái bệnh lắm, chứ không phải là không. Nói chung là cái tín hiệu già, cái tín hiệu chết sắp đến với con rồi, cho nên hồi nãy con mới nói là con rất là tâm đắc với cái câu này, đã nhắc nhở con là từ đây về sau cố gắng học được thì phải tiếp tục học, cố gắng học rồi hành pháp như thế nào, cố gắng tạo phước như thế nào để có được cái phước báo để làm hành trang mà mang theo. Chứ nếu không thì trôi lăn trong cái cảnh khổ hay như thế nào nữa, không biết sẽ đi về đâu. Thành ra con mới nói là con rất là tâm đắc với cái câu 148 ngày hôm nay. Và con đã hứa trong lòng con là con phải cố gắng hết sức mình, còn làm được cái gì thì làm, tạo được cái gì có phước thì tạo, và nên xa lánh những cái điều bất thiện, và cố gắng học pháp, hành pháp. Dạ, thì thời gian cũng đã hết rồi, con xin trả máy lại cho ngài. Sa thủ xin mê ta rất là thực tế. Khi mình chia sẻ câu Phật ngôn này, chúng ta cũng vẫn biết rằng cái tuổi già và chích mũi ba nó cũng làm cho chúng ta dù là tuổi trẻ nhưng mà cũng nhiều khi nó tưởng quên. Đó cũng là một cái hội chứng của dịch, của Covid. Nhưng mà riêng Sĩ Mê Ta chia sẻ về câu Phật ngôn này nói lên chính bản thân của mình ha. Chính bản thân của mình giống như Thị Thường Ni Uttara, 120 tuổi, già, có phước, sức khỏe còn sung mãn, còn ôm mình bác đi khất thực được. Nhưng mà ôm mình bác đi khất thực được mà không lo cho bản thân của mình, mà còn cố tạo hiện sự thêm, thì quý vị thấy rằng mình nhịn ăn một bữa thấy là đã hoa mắt rồi. Đây 120 tuổi mà nhịn ăn tới 3 ngày liên tục, tới ngày thứ tư thì coi như thấy Đức Phật cái tự nhiên thấy yếu, sức khỏe cũng đã yếu rồi. Ngày thứ tư là 4 ngày nhịn đói, thấy Đức Phật là quá cung kính, quá sợ, tránh đi né, nhưng mà đi đạp nhầm cái y của mình và vấp té. Thì quý vị thấy rằng nếu mà không gặp Đức Phật thì Sunni Uttara vẫn còn trôi lăn, nhưng mà khi gặp Đức Phật thì đã thấy được pháp nhãn, không còn thân kiến, không còn hoài nghi, không còn giới cấm thủ, và biết rằng chỉ có 7 kiếp nữa là cuối cùng, 7 kiếp nữa là cuối cùng, và gánh nặng đã đặt xuống. Thì đây là một bài học để cho chúng ta thấy rằng trẻ không chết mà già không chết, mà già vẫn nằm trong cái định luật mà chúng ta như Sĩ Mê Ta vừa trình bày. Chúng ta thấy rằng con người chúng ta không còn là sự thật nữa, mà răng giả này, tóc cũng không còn như khi mới sinh ra, rồi tay chân nó cũng quờ quàng này, trong người cũng thêm vào nhiều thứ giả nữa để mà nó hoàn thiện con người. Thật sự nếu mà quý vị lớn tuổi, chắc chắn là bộ răng của quý vị không phải là răng thật, nhiều khi cặp mắt của quý vị không phải là mắt thật. Thì như vậy vô ngã là gì? Mình nương cái thân này để mà sống,
sắc thân giả tạm có chi mà chiếm mượn làm thuyền để quá gian. Chúng ta vượt qua sông mê bể khổ để làm cái gì? Để tạo nhiều thiện sự, để chấm dứt cái sự khổ đau khi luân hồi sanh tử. Rồi, xa thủ xa thủ, sự chia sẻ Siêu Mê Ta rất là thiết thực, rất là hoan hỷ. Hôm nay huynh hạnh phước, huynh hành hạnh pháp, cô tu nữ tuệ duyên, rồi quý vị rất là tuyệt vời. Cô Kim để đó, từ từ ha, tặng bông tặng hoa vậy là cũng hoan hỷ ha. Rồi, câu Phật ngôn này cho chúng ta một bài học, hãy suy ngẫm vào cái chính bản thân của mình để mình thấy được cái sự thật nó nằm trên chính bản thân mình. Và mình cố gắng để tu tỉnh, chứ không phải là nhìn vào sắc thân này chỉ biết trang điểm, tô son má phấn làm đẹp, mà chúng ta phải làm đẹp về giới, về định, về tuệ, thì cái đó nó quan trọng hơn ha. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thí chúng hộ trì đến tăng ni thiện nam thiện nữ rùm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống chúng ta được sự an vui, tiến hóa, và nhất là để chúng ta nhận thấy cái thân của chúng ta là bất tịnh. Kính chúc quý vị một ngày an vui, một đêm an lạc. Xin phép chúng tôi được đóng room ạ.